Chào các em thân mến, hôm nay cô trò chúng mình tiếp tục đồng hành trong tiết học lịch sử 6 trên trang web olm.vn. Mở đầu tiết học, chúng ta sẽ cùng nhau đi dọc từ Quảng Bình đến Bình Định để khám phá một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở nơi đây như thế nào nhé. Một thành phố Quy Nhơn năng động với rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn. Thành phố Huế nhẹ nhàng mộng mơ gây thương nhớ. Rồi Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Nằm nếp mình bên những thành phố đó, giải đất này còn lưu giữ lại nhiều làng nghề truyền thống như làm nón, tiện gỗ hay làm nước mắm. Đó là cuộc sống hiện tại. Vậy, khi quay ngược trở về quá khứ, thời kỳ xa xưa của Vương quốc Champa, cũng trên mảnh đất này, người Cham cổ đã có cuộc sống như thế nào? Họ làm gì để duy trì sự sống? Chúng ta sẽ cùng tìm lời giải đáp trong tiết học thứ 2 của bài 18 Vương quốc Champa với nội dung hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội. Trước hết, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về hoạt động kinh tế. Các em ạ, đối với các vương quốc cổ trong đó có Champa thì điều kiện tự nhiên sẽ là yếu tố quan trọng. Nó tác động lớn tới hoạt động kinh tế trong cuộc sống của người dân nơi đây. Vì thế, các em hãy cùng nhau nhớ lại kiến thức về điều kiện tự nhiên Champa và suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ sau. Các em rất thông minh đấy. Như vậy, trước hết với những đường bờ biển dài, nhiều vịnh kín gió sẽ hình thành nên các cảng biển và điều đó tạo điều kiện cho nghề đi biển được hình thành và phát triển, đồng thời là các hoạt động giao thương kinh tế biển. Khi khám phá về nền văn hóa Champa, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều di tích thành cũ, di tích giếng Cham và đền tháp gắn với cuộc sống hàng ngày của cư dân Cham đều nằm sát biển hoặc ngay gần những dòng sông xuôi ra biển. Và điều đó phần nào đã cho thấy được biển khơi đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Champa xưa. Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều rừng nhiệt đới và nó giúp cư dân có thể khai thác được nguồn lợi tự nhiên để trao đổi buôn bán. Trong tất cả những sản vật mà rừng đem lại cho người dân Champa, cô đặc biệt nhấn mạnh một sản phẩm, đó là trầm hương. Trầm hương là gì ạ? Trầm hương chính là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm được sinh ra từ thân của một cây là cây gió. Loại cây này sinh trưởng và phát triển trong khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và đặc biệt là ở miền Trung của Việt Nam. Trầm hương được coi là một nguồn dược liệu, nguồn hương liệu rất quý, đồng thời cũng là nguồn nguyên liệu tạo ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ rất có giá trị. Và từ xa xưa, trầm hương đã được các thương nhân nước ngoài ưa chuộng khi giao lưu buôn bán với vương quốc Champa. Và những dải đồng bằng ven các con sông sẽ tạo điều kiện cho nông nghiệp trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm và những nghề thủ công nghiệp phát triển. Đến đây chúng ta cùng nhau nhớ lại một chút về nhà nước Văn Lang Âu Lạc đã tìm hiểu và cho cô biết hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân nơi đây là gì. Như vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy, hoạt động kinh tế của cư dân Champa đa dạng hơn cư dân Văn Lang Âu Lạc. Vì như các em vừa trả lời đấy, thì hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang Âu Lạc đó là nông nghiệp trồng lúa nước. Ngoài ra họ có kết hợp trồng với rau đậu là chủ yếu. Và chính sự đa dạng của các ngành nghề đã tạo nên một xã hội Champa phân hóa sâu sắc. Cũng giống như nhà nước Văn Lang Âu Lạc, người đứng đầu nhà nước Champa là ai các em nhỉ? Các em trả lời rất tốt, đó là một vị vua, một đứng tối cao. Vua của Champa được đồng nhất với một vị thần, gọi đó là thần vua. Khi Ấn Độ giáo được người Cham tiếp nhận, Linga đã trở thành biểu tượng quyền lực của nhà vua nơi đây. Dưới vua sẽ là các quan đại thần và các quan đứng đầu ba cấp, châu, huyện, làng. Trong xã hội Champa đã có sự phân biệt rõ rệt giàu nghèo. Từ sự hiểu biết của mình kết hợp với vốn kiến thức, các em hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ sau. Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Trong xã hội Champa, quý tộc tăng lữ là tầng lớp trên cùng. Họ là những người ở địa vị cao, vừa có tiền lại có quyền. Dưới đó là các dân tự do, đây là tầng lớp đông đảo nhất. Họ có thể làm nhiều nghề khác nhau như là nông nghiệp hay thủ công nghiệp. Cuối cùng là tầng lớp nô lệ. Họ chiếm số lượng nhỏ, phục vụ chủ yếu trong các gia đình quý tộc tăng lữ. Như vậy, với điều kiện tự nhiên đa dạng đã giúp cho cư dân Champa có các hoạt động kinh tế phong phú khác nhau. Biển cả giữ một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của cư dân Champa. Một bộ phận lớn cư dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt cá và trao đổi sản vật với thuyền buôn đến từ nước ngoài. Và điều đó đã tạo ra sự phân hóa sâu sắc trong xã hội nơi đây. So với nhà nước Văn Lang Âu Lạc, thì nhà nước Champa được tổ chức chặt chẽ, quy củ hơn và cũng có sự phân hóa xã hội sâu sắc hơn. Đó là những nội dung chính trong tiết học ngày hôm nay. Bài học tạm dừng tại đây. Cô cảm ơn sự đồng hành của tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học thú vị tiếp theo trên trang web olm.vn.